xin chào tất cả các bạn, mình là Bunker đây. Hôm nay tôi sẽ mở một cái cơ sở kinh doanh đào hầm ở dị giới. Bây giờ cho nó tự động đào. Đào, đào đi con. Sau khi đào mình sẽ thu hoạch được nhiêu tiền đây? Ứng vào thằng này. Ông chủ xuống thu tiền. Ông này là kiểu bóc lột sức lao động. Sau khi nhận được rồi, nhận mấy cái khoáng sản này đem đi chuyển giao và đem đi bán ra thị trường, chúng ta được 20 đồng. Và bây giờ mình phải nâng cấp cái hầm mỏ này lên. Đấy, game là như sẽ như thế này. Rồi sau khi đào xong và cứ tiếp tục vậy đó. Rồi bây giờ là chúng ta phải nâng cấp cái hầm mỏ lên. Khi mà đủ 1.000 tiền chúng ta sẽ mua cái hầm mỏ thứ hai. Tôi mở một cái gọi là gì ta, một mở những cái hầm mỏ đào quặng tại dị giới đó, coi cho nhiều anime vô. Ui, lần này nó tăng tiền lên 21 đồng này. Ồ, thì trong lúc đó thằng này phải làm việc, còn thằng này là nâng cấp. Boom. Rồi sau khi mà đẩy lên cái này, bây giờ mình ứng tay, mình nghĩ là một lát nó sẽ tự động được. Tụi bay phải làm việc không ngừng nghỉ, không cho tụi nó ngủ mọi người. Đấy, làm việc không ngừng nghỉ đi. Ôi ôi, 24 đồng. Làm việc không ngừng nghỉ đi. Đấy, nó phải như vậy đó mọi người. Nó phải như vậy đó. Và tiếp tục nâng cấp. Cứ thế chúng ta có được cái hầm mỏ thứ hai. Let's go. Và bây giờ tôi có thể thuê được nhân viên để nó tự động làm luôn. Wow. Tụi tôi một nhân viên canh thang máy, một nhân viên canh đi sản xuất, đi tuồn ra thị trường. Và những cái nhân viên này sẽ tự động đào. Xịn. Và cái này chúng ta sẽ tăng tốc độ lên nè, nó sẽ đi nhanh hơn. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta kiếm 1.000 tiền thôi. Nhưng mà mình sẽ nâng cái này, và đặc biệt là xem quảng cáo để cho cái thằng ở dưới nó chạy nhanh hơn. Xem quảng cáo là chạy nhanh hơn, còn không xem quảng cáo là không chạy nhanh nha mọi người. Đấy, làm gì cực lực. Đó, bon. Đấy, bây giờ là để 1.000 tiền thôi. Sau khi mà có 1.000 tiền rồi à, bây giờ mình sẽ để tiền nha. Ủa sao ít tiền vậy? Ủa nó ít tiền hơn ấy. Ủa sao có 72 vậy? Giá tiền biệp rồi. Từ từ, để coi lần này thu hoạch được nhiêu. Ủa sao có 72 vậy? Hơ, nãy là tôi trăm mấy mà ta. Kỳ vậy ta. Ây à, có cái gì đó nó sai ở đây. Ít đồ income 12 đồng. Đây 144 nè. Ủa là sao? Lên tới đây à. Khi mà tuồn ra thị trường là giá tiền nó gấp đôi mọi người. Ủa sao có cái 72, có cái 144 vậy? Lạ nhỉ. À, cái này là nó sẽ tăng tiền lên nữa nè, và tăng tốc độ nữa, và chứa được nhiều hơn. Hiện tại là 144. À, tiền nó lên hay không là nhờ vào nhờ vào cái này nè mọi người. Ồ. Ok, nói chung thì chúng ta sẽ phải mua cái hầm mỏ thứ hai, và mình sẽ bắt đầu nâng cấp hết cái bọn này luôn. Bây giờ ngồi để tí thôi. Vậy là nó lên, nó nhiều hay ít là tùy vào cái thang máy mọi người. Thang máy mà chứa được nhiều thì nó sẽ nhiều. Kiểu 72 nè, cái này 144 là mình khi mà lên tới đây đó, bắt đầu gấp đôi nè. Boom. Và chúng ta sẽ mua cái hầm mỏ thứ hai nào. Let's go. Let's go. Làm việc đi. Thuê người này giá 3.000. Rồi ok, chơi luôn. Ok. Ồ, hầm mỏ thứ ba. Boom. Oh no, chúng ta đã tìm được một loại đá rất là cứng. Bây giờ để mình thử coi. Hàng gì nó đào lâu thấy mồ luôn. Nhưng mà một cục giá bao nhiêu đây? 10.000. Giá một cục là 10.000 tiền. Vậy là tôi đã có hầm mỏ thứ ba rồi. Bây giờ mình phải nâng những người này lên cấp 25 này. Đấy, lên cấp 25 nó sẽ tiến hóa một lần. Cô gái này sẽ là người quản lý cái thang máy. Khi mà không biết là lên cấp 25 sẽ được cái gì đây. Bây giờ là khá là mong đợi đấy. Bây giờ cứ đào 10.000 tiếp đi. 10.000 đá này hơi cứng nên là đào hơi bị lâu. Cái này là 600.000. Oh my god. Xuống tới đây là những loại đá cực kỳ xịn luôn á mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đào loại đá 10.000. Cái này là trọng tải được 12.000. Nhưng cái người này chỉ mang được một lần đi có 8.000 thôi. Nên là người này bắt đầu cần phải nâng cấp này. Người này cần phải nâng cấp này. Đấy, đấy, đấy. Mang một lần mười mấy ngàn luôn. Đấy. Bây giờ càng ngày tôi càng kiếm nhiều tiền hơn mọi người. Hiện tại ở trong cái thang máy này có 20 mấy ngàn tiền. Tôi xách một lần được có 17 thôi. Phải nâng thằng này lên nữa. Đấy, nâng lên cho nó 30.000 luôn. Thì khi mà đi là đi. Nó đi là đi một lần thôi.
nó không cần phải đi lần thứ hai. Rồi ok, nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ mua thuê người này với giá 20.000. Rồi xong. Đây, cho nó đầu mệt ỉa luôn. 12.000. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ nâng cấp cái thang máy lên cấp 25 để coi nó có cái gì, nó có cái gì đặc biệt không. Ui, bây giờ một lần là 25.000 tiền. Wow. Wow, boom. 1, 2, 3. Ok, thêm 3 level nữa là con nhỏ quản lý thang máy nó sẽ tiến hóa rồi. Mà nói tiến hóa kỳ quá, nó sẽ lên chức hay là nó làm cái gì đó ai biết nó. Nói chung thì để xem. 1, 2, rồi một lần nữa, một lần cuối. Ok, một điểm cuối cùng. Bây giờ hiện tại là tốc độ chỉ có 0% thôi. Và cái này được 30 giây. Ok, để coi. Boom. Con nhỏ này sẽ lên tất cả các gọi là gì ta, doanh thu nhân 2. Và ok, doanh thu nhân 2 nha mọi người. Bây giờ effect là doanh thu nhân 2. Ồ, bây giờ tiến hóa mình cần 250 tỷ sao? What the hell man. Tôi tưởng tiến hóa dễ lắm nhưng mà nó cần 250 tỷ. Úi dồi ôi luôn. Ok, bây giờ cứ cắm đầu nâng cấp cái này tiếp thôi mọi người. Bây giờ mình phải có 250 tỷ mình mới tiến hóa nhỏ này lên được. Ừ, nó phải lên chức. Boom. 646.000. Và bây giờ mình sẽ mở thêm một cái. Ủa, tôi bấm 600.000 nhưng mà nó không mở cái gì cho tôi vậy? Lừa rồi, bịp rồi. À, hồi nãy nó chỉ là Rồi. Cái chỗ này nó có cái gì đó không lành nè mọi người. Tôi đánh giá là tôi đã bị lừa rồi. 15.000. Ủa, nãy tôi mua cái 600.000 sao nó không hiện cái hầm mỏ mới nha. Ôi, nó lừa tôi rồi. Nhưng khi mà chúng ta lên tới cấp 25 á mọi người. Đây. Ủa sao tôi tắt tiếng rồi nó vẫn có âm thanh. Khi mà tôi lên tới cấp 25 á thì nó sẽ ra thêm một người đào cho tôi nữa. Có nghĩa là hai người này mà gấp đôi thì chúng ta sẽ được 200. À không, mình phải tiến hóa ông này thì 200 đó nó mới sẽ lên thành 600 mọi người. Cho nên là mình cứ tiếp tục nâng cái người này đi. Ơi à, bị lừa rồi, hồi nãy chỉ là 600.000 đó nó chỉ là khai phá cái gì thôi hết. Tôi không thấy là tôi được mở thêm người thứ tư. Chắc là tôi phải refresh lại, load lại mới được. Ừ, nó không hiện. Ôi, lừa rồi, bịp rồi. Ok, mình sẽ nâng người này tới cấp 25 để nó đào lên 4.000 tiền. Người này thêm 6, nâng cấp 6 lần nữa là nó sẽ lên người thứ hai mọi người ạ. Tôi sẽ xem quảng cáo đây. He 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 he. He 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 he. Ít vậy. Rồi, di chuyển lần 20.000 nè, nâng cấp cho đã nè. Ok, 6. Ủa sao có 3 vậy? Ok, thêm 3 lần nữa đi. Ôi. Để lấy được 8.000 tiền mà tôi mệt tới vậy nè. Cái này là bây giờ là 4.000 đúng không? Chúng ta nâng cấp hai người thì chúng ta sẽ được bao nhiêu đây? Hai người là chúng ta sẽ được gấp đôi lên 4.000 tiền. Thôi cho 5.000 luôn đi, hai người là mình được 10.000 tiền rồi. Cũng nice đấy. Cũng nice đấy. Làm việc nhanh lên nào. Lên. Boom. Rồi, được hai người nè. Hai người này mà đào là 8.000 tiền. Đây, boom. 5.000 tiền. Ủa sao kỳ vậy? 5.000 tiền là gấp đôi dữ chưa? 5.000 đó, 10.000 tiền này. Ok, và bây giờ mình phải nâng cấp nhân người này lên để nó nhân 3. Cái này Rofit cũng nhân 3. Nếu mà 10.000 nhân 3 là được 30.000 rồi người này. Giá này được nè, 500.000. 500.000 để nhân 3 lên 20.000. Được. Rồi, vậy là chúng ta sẽ bị kẹt ở cái 12 triệu. Chúng ta sẽ bị kẹt ở 12 triệu cái hầm mỏ này. Tôi phải cày tới khi mà tôi đủ rồi tôi mới lên được 12 triệu được mọi người. Ok. À, chắc là video này dừng tại đây. Tôi sẽ cày tới khi nào mà tôi nâng cấp hết những cái đứa này nó kiếm tiền một cách dễ dàng rồi thì lúc đó chúng ta sẽ đến với lại phần tiếp theo. Chúng ta còn phải đào một đống ở dưới đây nữa mọi người. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.